Rồi, em Tùng về một cái MiProSure MS58. Đây, hàng Mỹ về, mới 100%. Rồi, em này thì nó là Mỹ về nha anh em. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Rồi, coi nó sản xuất ở đâu. Cái này, ok, nó sản xuất tại Mexico. Cái này Tùng nhập từ Mỹ về. Có nhập mấy cây về chơi một cây còn chia cho anh em. Rồi, em này nó sản xuất tháng 5 2021 ha anh em ha. Rồi, ok thì hàng Mexico nó có dây và giá của nó 2 triệu nha. 2 triệu không bao gồm phí ship. Những anh em ở xa thì vui lòng tập cho mình sẽ ship ha. Ok, đây là đúng hàng Mỹ về và đúng hàng Mexico luôn. Cái này thì đỡ cho mình cắm lên ha. Cái này nó sản xuất Mexico. Đây, gập lên gập xuống ok. Đó. Rồi. Ok. Xua nha anh em ha. Rồi, mở ra cho anh em xem ha. Đây, xua. Đây. Rồi. Quá là đẹp luôn nha anh em. Đây, mình viên gần tới luôn. Mã ID. Đây. Đấy, cái này nó không có dây theo kèm gì đâu nha anh em. Nó chỉ có như vậy thôi. Những anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng 0962 232 180. Cảm ơn anh em. Và giá nó là 2 triệu.